Thưa quý vị và các bạn, Phát Huy Thành Quả là huyện đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện Phú Bình đang phấn đấu xây dựng đạt tiêu chuẩn thị xã vào năm 2025 và trở thành thị xã trước năm 2030. Sau hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020-2025, Phú Bình đã hoàn thành và vượt kế hoạch 13 trên 16 chỉ tiêu chủ yếu. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2023, huyện đã có một số chỉ tiêu đạt mức tăng trưởng cao như giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 9.900 tỷ đồng, tăng 5,2%. Tổng thu ngân sách đạt gần 214 tỷ đồng, tăng 225,5%. Với những kết quả này, huyện đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt chương trình phát triển đô thị tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2035. Đề xuất là tỉnh là sẽ chỉ đạo các ngành phối hợp cùng huyện Phú Bình tích cực thu hút đầu tư và để làm sao đó là chấp thuận các cái chủ trương đầu tư đối với các dự án đã được quy hoạch để có các cái nguồn lực tiếp tục đầu tư quay lại trở lại để xây dựng hoàn thiện các cái tiêu chí hạ tầng đô thị. Theo chỉ tiêu đánh giá tiêu chuẩn đô thị loại 4, huyện Phú Bình đạt 45 trên 63 chỉ tiêu với 64 trên 100 điểm. Do đó, nhiệm vụ trước mắt huyện đang tập trung thực hiện là lập quy hoạch chung đô thị mới Phú Bình, phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại 4 vào năm 2024 để từ đó thu hút đầu tư, xây dựng hạ tầng kinh tế, xã hội và cơ bản đạt các tiêu chuẩn thị xã vào năm 2025 và trở thành thị xã trước năm 2030.